Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin đề ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, mà còn tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước để biến những quan điểm, tư tưởng đó thành hành động cách mạng thực tiễn của nhân dân. Chính những quan điểm, tư tưởng ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam. Phát động phong trào thi đua trên nền tảng tinh thần yêu nước là một tư tưởng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Bác, yêu nước không chỉ là tình cảm cao quý, thiêng liêng, mà còn phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, được thúc đẩy bởi những động cơ trong sáng, ý thức của mỗi người về bổn phận và trách nhiệm bản thân đối với đất nước, dân tộc, nhằm mang lại lợi ích cho đất nước, dân tộc. Những hành động đó mới chính là sự biểu đạt trung thực nhất, thuyết phục nhất cho tinh thần yêu nước. Bác chỉ rõ, thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Có lãnh tụ nào làm được nhiều điều. Tất cả điều này để cho thấy là chỉ đạo phong trào thi đua hay không, thi đua yêu nước ấy, với Bác là một tư tưởng chiến lược, là một phương pháp cách mạng, và là một giải pháp thực tế, thực tiễn hết sức quan trọng để tạo lực lượng, để đại đoàn kết toàn dân tộc, để phát huy sức mạnh, khả năng, tiềm năng của tất cả mọi người, mọi lực lượng để hướng vào cái mục tiêu lớn nhất là độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước không chỉ thể hiện qua những lời kêu gọi thi đua ái quốc, mà nó còn được thể hiện ở sự quan tâm sâu sát của người đến phong trào thi đua yêu nước. Bác đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt việc tốt để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Rõ rệt nhất đấy là đến cuối đời, Bác còn chủ trương tiếp tục mở rộng cuộc vận động người tốt việc tốt. Bác cho mời lãnh đạo ngành tuyên huấn đến, Bác giao nhiệm vụ đấy, phải mở cuộc vận động thi đua người tốt việc tốt. Bác để lại một câu nói nổi tiếng như là một danh ngôn trong lịch sử đấy: mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. 10 năm cuối đời, Bác tặng thưởng 5.000 huy hiệu người tốt việc tốt, trọng tấm gương điển hình cả cá nhân lẫn tập thể. 10 năm cuối đời, Bác đến cái cơ sở, đến với nhân dân để chỉ đạo phong trào 700 lần. Với tinh thần ấy, Bác đã phát huy được lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam và gắn kết nó với phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng khác nhau. Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm qua, kể từ ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc của Đảng, của dân tộc đều gắn liền với tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện lời dạy của Người, càng khó khăn càng phải thi đua. Thi đua khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Từ đó đòi hỏi chúng ta càng nỗ lực hơn, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự đồng bộ, nhịp nhàng trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vừa chứa đựng những giá trị khoa học, nhân văn cao cả, vừa bao hàm những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Chương mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!